Mai Hường và Trọng Thanh xin trân trọng kính chào các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà văn, nhà thơ của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các quận huyện đã nhiệt tình tham gia Ngày thơ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22. Đặc biệt trân trọng cảm ơn những người vì yêu mà đến với một chương trình thơ ca hôm nay. Chúc quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, hơn 20 năm qua, cứ đúng vào dịp Nguyên Tiêu rằm tháng Giêng, Hội Nhà văn Việt Nam lại tổ chức chương trình Ngày thơ Việt Nam, và hưởng ứng chương trình Ngày thơ Việt Nam, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh lại tổ chức hoạt động rất giàu ý nghĩa này. Và những hoạt động trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã làm phong phú thêm đời sống tinh thần trong dòng chảy bộn bề của thành phố sôi động nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh thân yêu của chúng ta. Cũng chính những hoạt động này đã góp phần đưa văn chương gần với con người hơn, gần với đời hơn, góp phần lan tỏa những cảm xúc tốt đẹp, bồi đắp thêm sự đoàn kết, bao dung và nâng tầm văn hóa trong mỗi con người chúng ta để cuộc sống ngày thêm tươi đẹp hơn. Kính thưa quý vị, thành phố này tôi đến, tôi yêu chính là chủ đề của Ngày thơ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Hy vọng với sự tham gia của 11 câu lạc bộ thơ ca trong thành phố, với sự nhiệt thành và tình yêu dành cho thành phố rất đáng yêu này, hơn 20 tiết mục là những tác phẩm tâm huyết nhất của mỗi câu lạc bộ được trình diễn trong chương trình này sẽ mang đến công chúng những cảm xúc đặc biệt và thú vị. Đến dự chương trình hôm nay, chúng tôi xin nồng nhiệt chào đón và xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của nhà văn Bích Ngân, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Lê Nguyên Hiểu, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiền. Các thành viên trong ban tổ chức là Ủy viên của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Nguyên Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành, chính là người phụ trách các câu lạc bộ. Xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Huệ Triệu, trưởng ban nhà văn nữ Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Bùi Phan Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành, trưởng ban kiểm tra Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Lê Thiếu Nhiên, trưởng ban nhà văn trẻ Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Phùng Hiệu, Ủy viên Ban Chấp hành, người đã có công rất lớn trong các cuộc thiết kế, các chương trình về những để thành công hôm nay. Cùng với các nhà văn, nhà thơ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chương trình hôm nay còn có sự hiện diện của các câu lạc bộ tham gia chương trình với các đầu tàu của các câu lạc bộ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu 11 vị chủ nhiệm đại diện cho 11 câu lạc bộ thơ tham gia Ngày thơ Việt Nam trong chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ thơ Thơ ca Thủ Đức, chủ nhiệm nhà thơ Phan Thu Nguyệt. Xin trân trọng giới thiệu đại diện của Hội thơ Sao Khuê, chủ nhiệm nhà thơ Triệu Kim Loan. Xin trân trọng giới thiệu chủ nhiệm Hội thơ Nghệ tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Nguyên Hùng. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ thơ Phương Nam, nhà thơ Xuân Trường. Xin trân trọng giới thiệu chủ nhiệm câu lạc bộ Bạn hữu đường xa, nhà thơ Vũ Hoàng Minh Trọng. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ thơ nhạc Sài Gòn Gia Định, nhà thơ Đoàn Kim Ánh. Xin trân trọng giới thiệu chủ nhiệm câu lạc bộ Lục Bắc Sài Gòn, nhà thơ Đoàn Kim Ánh. Xin trân trọng giới thiệu chủ nhiệm câu lạc bộ Bộ thơ Tiếng thơ bên dòng Kinh Đôi, nhà thơ Bạch Diệp. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ thơ ca Nam Định, nhà thơ Mai Thị Thu Cúc. Xin trân trọng giới thiệu chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Bốn Mùa, nhà thơ Trúc Linh. Xin trân trọng giới thiệu Trung tâm Văn hóa quận Gò Vấp, nhà thơ Phạm Quang Vinh. Và sự có mặt của các nhà văn, nhà thơ trong Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt những bạn yêu thơ đã có mặt hôm nay cùng với sự góp mặt của các phóng viên báo đài, xin một tràng pháo tay để chúc mừng sự hiện diện của chúng ta.
Kính thưa quý vị, mở đầu cho chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời nhà văn Bích Ngân, Ủy viên Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh lên phát biểu khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời chị. Nhiều quận huyện xin nồng nhiệt chào đón các chị đến với Cần Thơ. Thưa anh Lê Quỳnh Hiệu, thưa anh nghệ sĩ Nhân Dân Ứng Diễn, thưa các anh các chị, thưa các chị khách, ngày thơ Thành phố Hồ Chí Minh năm nay, tôi cũng xin báo một cái tin vui, tức là từ cái hoạt động hiệu quả của ngày thơ 2023 năm nay, ngày thơ 2024 của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh được chính thức đưa vào là một trong những hoạt động của những ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái khởi sắc của những cái hoạt động của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh về các lĩnh vực, thì trong đó có sự đóng góp cũng không nhỏ cho những cái hoạt động của nhiều câu lạc bộ thơ ca trong nhiều năm qua. Và cái chủ đề năm nay là cái chủ đề thành phố này tôi đến tôi yêu, thì các anh các chị biết rồi, cái chủ đề tình yêu. Nhưng mà thành phố này tôi đến tôi yêu thì nghe nó hơi tù trù tượng, nó chung chung. Nhưng thực ra cái tình yêu là tình yêu chúng ta dành cho nhau, chúng ta yêu thương nhau. Và cái sự hiện diện của chúng ta là thể hiện cái tình yêu đó. Và thơ ca cao hơn tất cả, vẫn là từ trái tim, vẫn là tình yêu thương. Và tôi cũng xin chúc cái buổi biểu diễn của các câu lạc bộ thơ ca đầy tình yêu thương, đầy niềm triều mến, đầy sự ân cần, đầy quý trọng nhau, và mỗi ngày nâng cái giá trị thơ ca lên, và đồng thời chúng ta gần gũi nhau hơn, yêu thương nhau hơn, trân trọng nhau hơn. Đây cũng là cái chủ đề xuyên suốt, một cái mục tiêu xuyên suốt mà ban chấp hành chúng tôi phấn đấu để làm sao đưa văn chương, trong đó có thơ ca, chạm được trái tim, chạm được cái cõi sâu lắng của mỗi người, và chúng ta nâng đỡ nhau, cùng nhau làm cho cuộc sống đẹp hơn, thơ ca nó có giá trị hơn. Và xin một lần nữa xin chúc cái buổi biểu diễn của tất 11 câu lạc bộ thơ ca được chọn lựa năm nay tôi cũng xin mở hoặc nói thêm, tức là năm rồi là tới 22 câu lạc bộ, nhưng năm nay ban chấp hành cũng đã mạnh dạn, tức là chọn lọc nhằm nâng cái chất hoạt động lên, thì năm nay chỉ có 11 câu lạc bộ được chọn lựa. Và hy vọng năm nay cái chất lượng thơ ca, chất lượng những cái điệu múa, những cái bài hát, chất lượng của đêm biểu diễn hôm nay sẽ nâng lên rất là nhiều so với năm trước. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn những lời phát biểu rất chân tình của Chủ tịch Hội Bích Ngân. Và tiếp theo chương trình, xin mời nhà thơ Nguyên Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành, và anh cũng chính là người phụ trách chính trong phần câu lạc bộ ngày hôm nay. Xin kính mời anh. Kính thưa nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa nghệ sĩ Nguyên Hiệu, kính thưa nghệ sĩ Nhân Dân, nghệ sĩ Thế Hiển, tôi rất vinh dự hôm nay cũng được đứng ở đây. Đáng lẽ là không cần nói thêm vài lời đâu, bởi vì một cái sự kiện như thế này có Chủ tịch Hội Nhà văn lên phát biểu là đủ rồi. Và tôi thấy điều đó là nói lên nhiều điều lắm, nó ý nghĩa lắm, bởi vì
Chủ tịch Hội đồng Nhà văn thành phố quan tâm đến hoạt động của kịch khối câu lạc bộ như thế này thì điều hết sức đáng mừng, mà tôi thấy cũng rất xứng đáng thôi. Bởi vì thực tế qua những năm qua, kịch khối câu lạc bộ đã đóng góp không nhỏ cho những cái thành công của hoạt động văn chương ở thành phố, đặc biệt là những sự kiện những ngày thơ. Đấy. Nếu mà không có góp mặt của câu lạc bộ thì cái màu sắc của ngày thơ chắc chắn sẽ kém đi nhiều lắm. Đấy. Và về chiều ngược lại thì chính các câu lạc bộ trong thành phố đã không ngừng cung cấp, tôi là chỉ cung cấp trong ngày này thôi, cho hội nhà văn nhiều hội viên mới. Thì tôi chỉ đơn giản đơn cử là có ba cái hội thơ đất thơ phương Nam của nhà thơ Xuân Trường, rồi câu lạc bộ tức là hội thơ Sao Quê của nhà thơ Triệu Kim Loan, hay là hội thơ Nghệ Tính của hiện nay thì tôi cũng đã còn làm chủ nhiệm. Thì ba cái câu lạc bộ này tôi nghĩ là chắc phải hơn 50 hội viên hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh đã hiện đấy, cho nên là một cái lực lượng rất đáng kể. Và qua những cái hoạt động này thì tôi tin là hàng năm sẽ có những cái hội viên mới từ các câu lạc bộ đấy. Thì tôi xin chúc mừng tất cả các câu lạc bộ và các cái hội viên mới. Và tôi chỉ xin nói nhắc thêm một điều thế này thôi, tức là vì cái thành công chung của ngày thơ cho nên là tôi mong là lãnh đạo các câu lạc bộ chú ý động viên tất cả các thành viên của mình tham gia đầy đủ các hoạt động chung của hội, đặc biệt là nên chú ý là trật tự và không gây ồn nào, không làm ảnh hưởng đến nhau đấy. Tôi mong rằng là cái đêm diễn hôm nay từ đầu đến cuối vẫn là gồm những cái gương mặt này, không có ai bỏ về. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các anh các chị, chúc tất cả các anh các chị một mùa xuân nhiều niềm vui ạ. Xin hết ạ. Xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Hùng, đặc biệt cảm ơn những đóng góp rất nhiệt tình của anh cho hoạt động của khối câu lạc bộ thơ ca thành phố nói riêng, cho hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh nói chung, và hy vọng rằng năm nay, năm Thìn thì những đóng góp của anh sẽ càng thăng hoa hơn. Kính thưa quý vị, từ cảm xúc dạt dào trước sự kiện đất nước thống nhất mùa xuân năm 1975, nhạc sĩ Xuân Hồng đã viết ca khúc Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Chính ca khúc tiêu biểu này đã góp phần mang lại giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho nhạc sĩ Xuân Hồng. Và hôm nay trong chương trình này, ca khúc rất hay viết về thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được vang lên trên sân khấu này với phần trình diễn của đôi song ca cùng với dàn bè và tốp múa phụ họa của câu lạc bộ thơ ca thành phố Thủ Đức. Kính mời quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu thưởng thức. Trong dòng sông tiếng nghe chờ thêm đông chờ vui biết
giữa rừng cây.